Chào mừng các bạn đến với tổng quân tướng Yumi, cô mèo ma thuật. Lạc mất chủ nhân Nora vào trong những cánh cổng ma thuật trong cuốn sách Ngưỡng Cửa, cô mèo Yumi cùng người bạn sách của mình bắt đầu hành trình tìm kiếm chủ nhân. Khao khát được yêu thương, Yumi luôn tìm cách kết bạn trong suốt chuyến hành trình. Hãy cùng xem bộ kỹ năng của cô mèo này có thể bảo vệ những đồng minh của mình như thế nào trên đấu trường tốc chiến nhé. Nội tại của Yumi đem đến cho cô nàng một lớp lá chắn và hồi lại mana khi cô nàng tấn công tướng địch. Khi cô mèo đang cuốn quýt với một đồng minh, người đó sẽ nhận được lá chắn của Yumi. Khi Yumi sử dụng chiêu 1, mũi tên thơ thẩn, cô mèo sẽ điều khiển một mũi tên ma thuật gây sát thương phép lên kẻ địch đầu tiên trúng phải. Nếu Yumi đang trong trạng thái cuốn quýt, mũi tên sẽ được cường hóa và làm chậm kẻ địch nếu di chuyển đủ lâu trước khi trúng tướng địch. Chiêu 2, như hình với bóng, là chiêu thức nổi tiếng nhất của cô mèo Yumi. Khi sử dụng chiêu thức này, Yumi có thể bám vào và di chuyển cùng một tướng đồng minh. Lúc này, không gì có thể tấn công Yumi trừ trụ địch. Nội tại của chiêu 2 sẽ tăng sức mạnh thích ứng cho bản thân và đồng minh mà cô mèo đi cùng. Yumi có thể sử dụng chiêu 2 để tách ra khỏi đồng minh hiện tại hoặc thay đổi đồng minh. Yumi sẽ tự động tách ra khỏi đồng minh khi cùng đồng minh biến về đến bệ đá cổ. Cô mèo có thể sử dụng chiêu 3, tăng động để hồi máu, tăng tốc độ di chuyển. Và tốc độ đánh cho bản thân. Kỹ năng này sẽ được áp dụng cho tướng đồng minh mà Yumi cuốn quýt cùng. Chiêu cuối của Yumi mang tên Trương Cuối. Cô mèo sẽ vận lực và phóng ra những đợt sóng gây sát thương phép. Tướng địch trúng nhiều đợt sóng liên tiếp sẽ bị trói chân. Yumi có thể vừa di chuyển, vừa tấn công hoặc dùng chiêu cuối khi đang bám vào đồng minh. Vậy là chúng ta đã cùng điểm qua bộ kỹ năng hỗ trợ cực kỳ ấn tượng, trong đó có cả chế độ rảnh tay chữ danh của Yumi. Hãy cùng chờ đón những đội hình chiến thuật đầy tính biến hóa mà cô mèo ma thuật có thể mang lại cho đấu trường tốc chiến nhé. Còn bây giờ, hãy cùng chiêm ngưỡng tạo hình của Yumi cùng người bạn thân sách của mình tại tốc chiến trong trang phục Yumi mũi tên tình ái.